Ok, xin chào các anh em đã trở lại với kênh Dư Khả nhanh mời. Và Dư Khả chúng em xem video vui vẻ. Ở video này thì Khả sẽ chung dàn cái xếp đường bánh 12 dùm cho ông anh trong bang nha em. Ông anh trong bang mua xếp đường bánh 12 nha em. Anh Vũ Đờ anh mới bàn đâu vậy ta? Vũ Đờ mới bàn đâu thì 1 triệu rồi ta. Anh em lại tới nè. Vũ Đờ thì mua kim. Để tới nè. Còn này thì ok. Cái này thì Vũ Đờ là mua kim nè. Đây là mua kim trước. Mua dùm kim anh em. Anh em sai. Rồi đúng hạn cho anh Vũ Đờ ơi. Đúng hạn cho anh Vũ Đờ ơi. Sợ đó khoa của anh đó. Rồi Nghĩa đâu em? Em đây, em đây. Đứng chuẩn bị trung gia giao dịch em ơi. Rồi. Rồi. Anh Vũ Đờ là một mơ này. Rồi. Đúng chưa? Đúng hạn cho Vũ Đờ ơi. 1 2 6 8 10. Ok chuẩn anh rồi. Rồi tiếp tục này, giao dịch cái xếp may mắn của thằng Nghĩa cho ông Combat này. Giao dịch em ơi. Đây. Còn mấy đi anh? Ok, đúng hạn nha, đúng hạn nha. Thì may mắn nó quăng quanh mà. Ok. Xếp may mắn 14 kim anh em. Tương đương khoảng 970k. Chung là tầm này anh em có miếng bánh là anh em đi sang boss sát thủ là chỉ có lời, đừng nói mà lỗ. Chủ yếu là nhân phẩm của anh em ra sao thôi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Anh là rút lại anh cục, nhầm nha em. 2, 4, 6, 8, 10. Ok cho em 14 kim chưa? Đúng rồi. Đây anh em ơi, xếp bánh ngọc bội 3, nhẫn 3, gia truyền 3, nhẫn 3. Xếp bánh full nha anh em, tầm này á 12 là no 1 nha anh em, không có cái nào hơn nha anh em. Trừ khi anh em là đi bên hướng nam á, thì Khải thấy có một gia truyền may bánh 4 rồi nha. Đó, thì sẽ lên được 13 thôi. Còn tầm này 12 là max pin rồi nha anh em, no 1 nha. Rồi anh Combat gì nhận hàng luôn rồi anh ơi, phường Thành Bắc anh ơi. Thank you anh Khải. Ok. Anh Combat ơi. Cái nhọc bội của tôi cũng no 1. Sẽ vào luôn rồi ta. Mấy anh, 4 hả? 4 hả? Ừ, đúng rồi, 4 là 1. Anh Combat ơi, ạch vú sờ vú em hả? Đúng rồi. Ok, giao dịch anh ơi. 4 là nó đã no 1 rồi. 4 là no 1 rồi anh ơi. Còn tầm này cứ full bộ 12, 33 hết là no 1 luôn rồi. Mà thêm một cái ngập bội hay là 4 nữa. Đúng hàng cho anh ơi. Hả? Đúng hàng chưa? Đúng hàng rồi nha. Rồi ok. Đó, em giao dịch anh dùm anh em xong nha anh em. Xếp bánh 12 nha. Còn về chuyện may mắn thì cộng 1 tới là no 1 nha. Rồi ok. Chốt. Xong. Đó, giao dịch cho anh em ấy. Ok. Cảm ơn Khải nhá. Ok anh, ok. Chúc anh em may mắn nha. Đó, cứ mua may mắn cũng xanh đi. Bộ may mắn đem xăng thì bị hên đó nha. Ừ. Qua tạm cây bóng 49-30 cho anh Khải được rồi. Ừ. Cứ... con năm độc mình cứ cần có lên cấp không? Có anh ơi, năm độc theo xe phải là cố gắng lên cấp thì nó búp bùa nó mới đẳng cấp được anh ơi, nó mới khỏe được. Nga My với lại năm độc anh làm gì làm phải cố gắng nó lên cấp là ok. Như Nga My em nè, Nga My em giờ 94 rồi. Rồi năm độc em 93 rồi, con luôn em 92 rồi đó. Là dàn xe em sẽ bảo đảm là cover cho cái ạc chính em là bao đẹp luôn đó, vậy thôi. Anh Khải ơi. Ơi. Chuyện nhẫn của em với cộng dây chuyền hết tất cả đó, anh định giá là nhắm được nhiều kiếm tao xả hay đó ra luôn. Ok, nhắn tin đi cho anh Facebook này, nhắn lại hình ảnh này anh coi lại cho. Ok, định giá đi. Ok anh em nha, bây giờ thì nói chung là Khả trung gian giùm anh em rồi, Khả lên trang thôi anh em ơi. Rồi nói chung là xếp máy bánh vừa rồi là khoảng 970k anh em, khoảng 14 kim như này anh em thấy không, 14 kim. Rồi, bây giờ đi lên trang cho anh em, trung gian giùm anh em thôi.